Thưa quý vị, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sắp diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, cán bộ, đoàn viên, người lao động thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng, đặc biệt trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Với vai trò là người cán bộ công đoàn trên trực tiếp cơ sở, chúng tôi rất kỳ vọng về cái Đại hội lần thứ 13 của Đảng sắp diễn ra. Vì chúng ta vừa ký các hiệp định thỏa ước với các nước. Do vậy, theo tôi nghĩ là đại hội này diễn ra nó có những cái thuận lợi để cho giai cấp công nhân và những người lao động có được sự phát triển để cho kinh tế của đất nước ngày phát triển mạnh hơn. À, đối với việc diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng sắp tới thì kỳ vọng đối với một người lao động cũng giống như chúng tôi thì rất mong là thành công và sự thành công của đại hội sắp tới, và mong muốn của người lao động, đoàn viên công đoàn thì cũng mong muốn là đại hội sẽ đưa vào nghị quyết và đề ra được nhiều cái chủ trương chính sách liên quan đến công nhân lao động, về cái quan tâm đến việc làm, đời sống và những nhu cầu mong muốn của công nhân lao động trong thời gian sắp tới.